mới xin phép được bắt đầu. You ready? Drop it. Đây là G-I-L-L cùng với Kara Chili. You ready? Ready? Yeah, let's go. Trời xanh mây trắng mình chiều, nhớ luôn để nắng chiếu trong tim mình. Tuyệt chiều là biết tự chiều, mà nhớ có ai chỉ cùng thì quá sát chiều. Để mà làm được việc thật tốt thì cần nhiều tiêu chí, và quan trọng một điều cần thiết là phải chiêu tí. Việc gì mà phải sợ trên top để yêu đi chơi, buồn thì gọi đứt tình cờ hót để chơi đi chiều. Chiều đi chiều đi chiều đi chiều đi, thích chiều thì chiều đi cho lo gì. Chiều đi chiều đi chiều đi chiều đi, phụ nữ chiều thích nhạc chị em nên phải mang cao gót chứ không phải chạy trong deadline. Ngồi xuống bật nhạc anh chill, chưa hết nhạc đã hết chai. Anh nghe thanh niên xóm nói em con gái xinh nhất phường, thanh xuân em là vô giá dù đời có muôn điều bất thường. Ta dễ chịu dù đời nói mình là người điên. Keep it real dễ hiểu, mình trả lời bằng nụ cười duyên. Nghe lời mẹ không bận tâm, nghe lời bà hãy bận chill. Khi mình feel với cả chill bên chị em hơn tình yêu. Hâm hâm cho đời thanh thản, lặng nhạc cho đời thêm vui. Đừng để như mình giáng xong, hãy tận hưởng một cuộc đời thật đáng sống. Chiều đi chiều đi chiều đi chiều đi, thích chiều thì chiều đi cho lo gì. Chiều đi chiều đi chiều đi chiều đi, phụ nữ chiều thích nhạc chị em nghe. Người hiểu phụ nữ duy nhất trên đây, đôi khác một nửa thế giới. Ba và mẹ đã trải qua nên luôn biết yêu chiều và nghĩ tới ta. Nhớ chị nhé, luôn phải yêu chiều bản thân mình thật nhiều hơn. Như lời mẹ bà dặn em khi mà em lớn. Chiều đi chiều đi chiều đi chiều đi, thích chiều thì chiều đi chẳng lo gì. Chiều đi chiều đi chiều đi chiều đi, phụ nữ chiều phép nhà chị